ăn thử cái gan ốc đi. Ăn nó như kiểu gọi là cái gì, bánh bông lan trứng muối nhưng mà không có vị ngọt đấy. Bạn Châu Bùi, tôi chỉ đích danh bạn Châu Bùi đối xử với mình như nào. Ơi. Ok, hôm nay mình đang ở sảnh nhà Châu Bùi. Hôm nay mình sẽ đến đón cô em để đi ăn cơm tấm. Lâu nhở? Lâu quá. Quá lâu. Phải tưởng tượng nổi. Em. Chị ơi đi thôi, đi ăn thôi. Chào mọi người, Châu đây. Và hôm nay thì Châu rất là vui khi mà được chị Shin dẫn mình đi ăn cơm tấm. Và mình nghĩ rằng là bụng mình ngày hôm nay có thể ăn được 4 bát cơm tấm. Ok, 4 đĩa cơm tấm. Thì đấy, hôm nay tại vì tập lần trước mình đã quay là đi ăn linh lưu. Ăn phở là một cái món rất, ăn rất là truyền thống của Việt Nam nhưng mà hơi nổi tiếng ở Hà Nội. Dạ. Thì đấy thì là ăn từ rẻ đến đắt, nhưng hôm nay mình cũng sẽ ăn cái món rất nổi tiếng ở Sài Gòn đó, cơm tấm. Từ rẻ đắt để xem đắt là quán nào là ngon nhất nhé. Ok, let's go. Đây là sườn cộng thì là 55.000 nè. 55.000, ok. Đấy. Mà sườn cộng mà sẽ là mềm hơn. Mềm hơn ạ? À? Còn sườn chả này thì sẽ khô nhưng mà sẽ thơm. Ờ, ok. Tùy okay. Mỗi người sẽ ăn. Đấy, bây giờ mình sẽ ăn thử nhá. Lắm bây giờ mọi người sẽ ăn thử. Đấy, qua ăn đi nhỏ. Ôi, em! Ôi, chị... Mai hả? Mai ông nhạc hay hả? Em biết cái này không? Nhưng mà đi, nhưng mà anh. Ủa, đây là chị em không quen người này. Đây là người yêu của một... Amazing people. Xin mời hả? Chị đâu mời đâu. Không hề mời luôn. Chị rủ cái người như vậy. Em lên đây là mời chứ. Bạn ăn thì bạn trả tiền cho tôi nào. Tôi cứ ăn nhiều vào rồi trả tiền. Ngon không bạn? Tôi quên cho nước mắm rồi. Rồi, đây. Tôi cho xin đi. Ủa, mình nhịn lâu lắm rồi đi nhé. Ngon đúng không? Mấy lúc đầu tiên của trên 13 âm nhạc mà cũng là mấy lúc cuối cùng. Đây là mấy lúc cuối cùng luôn. Đúng rồi, đây là mấy lúc cuối cùng kia là mình rất là hào hứng của mình có. Cuối cùng rồi, đây là lúc cuối cùng. Thì rất ngon. Ngon nhỉ? Ngon á. Cái này là ngon, xứng đáng với cả mà rẻ. Rẻ hả? Thôi về cái giá 5.000. Ừ, đây, em nói đi. À, mình nói đi. Bằng. Rồi. Nó lên. Ở đây cái phần đối chuộng ngon luôn. Ngon nhỉ? Cái giá tiền này là 10/10. Cái này là 100 triệu. 138 hàng triệu. Đầu hạng là văn bơ. Ngon quá, quên được nói luôn. Đúng không? Ăn đi, đang gầy quá này. Bạn. Mai ơi, mày gầy quá ấy. Ốm nhom ốm nhất. Ăn thế đủ rồi nhỉ? Có gì đi em. Rồi. Tao trả tiền đi đã. Xin trả ăn một tí gì luôn đấy nhỉ? Ừ. Từ nãy đến giờ em ăn hết luôn đi. Xin cho ăn một cái gì cả luôn á. Đây là của chị mà. Bằng. Bằng. Gầy quá. À, tàu bay nào. Ba chị em đã rất là no rồi. Chắc là mình sẽ chuyển sang địa điểm thứ hai đi. Nếu không là sẽ không ăn được nữa mất. Nhớ. Nhưng mà em đi bao giờ về? Đi luôn nào mọi người. Đi luôn nhỉ? Chị ơi, đi luôn chứ chị. Đúng rồi rồi, nhưng em đi về luôn từ bây giờ. Xin em. Ok, và bây giờ mình sẽ đi tiếp đến quán cơm tấm số 2 nhá. Dizzy on the track, boy. Bây giờ mình đã đến quán cơm số 2, là cái mức giá khoảng tầm kiểu trung bình hơn một tí. Quán cơm này là quán cơm của Châu giới thiệu. Mình mong là quán đến quán này thì mình sẽ không gặp Mai âm nhạc nữa. Chắc chắn là mình sẽ không gặp đâu, tại vì lúc nãy thấy Mai đã bắt xe về rồi, chắc là không sao đâu. Tôi xin chào tất cả quý vị. No, God, please, no! Dường như các cô gái của chúng ta ngày hôm nay vẫn rất là buồn và cần một cái năng lượng vui vẻ tích cực. Thì bà mua xe sao ấy chị? Thì bà em nóc không? Ừ. Mọi người vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ đó. Em, chị ăn được cay không chị? Ít rồi, ít. Nửa thôi. Không, hết đi. Nửa thôi. Cái đĩa này, một cái suất này là cơm tấm sườn bì chả là sẽ có giá là 75.000. 75.000 là cái giá nó cũng khá là chung phổ biến đúng không? Mà quán ăn ở đây mình thấy cũng khá là sạch sẽ. Nhà hàng, cái la điều hòa mát mẻ. Thì ở đây được cái là nó sẽ có cái vị hơi cháy. Ừ. Nhưng mà ngược lại nó chắc tại vì hơi cháy đúng nó rồi. Lại hơi khô. Hơi khô. Mà thơm không? Ừ, thơm. Ok. Quán này chấm bao điểm? 7/10. Mà em
7 thôi, nhưng mà vì có canh thì cộng thêm 8 à? Na chấm 8 thì 8. Cộng thêm 1 điểm. Ta thấy có nước mắm ngon là cộng thêm 9 điểm. Nhưng dễ dãi quá không em? Ta chấm 1 điểm này. Thực sự đây nè, 7. Cái độ thảo mai của nó là cộng 2 điểm. Độ thảo mai. Ôi cái cảm giác ấy, cái cảm giác cơm nát ấy. Còn chan canh mùng tơi ấy. Vẫn như nào? Như trong. Bây giờ thì mình đã ăn hai bữa cơm tấm rồi, mình nên để dành bụng để ăn cái đĩa thứ ba nữa. Thì đĩa thứ ba là đĩa đắt nhất. Đắt nhất đúng không? Bây giờ thì mình sẽ đến quán thứ ba, là quán ăn cơm tấm đắt nhất, tận cơm tấm tận 750.000 nghe là đắt nhất. Mình đã đến quán cơm tấm cuối cùng. Thực ra đây không phải là quán cơm tấm, đây là một quán cà phê có đồ ăn rất là ngon. Và quán này cũng rất là hot ở giới trẻ nữa, là quán Godmother. Đấy. Tại vì biết là Quỳnh Anh Trinh đến. Quỳnh Anh Trinh rất là biết là Trinh Bùi đến. Không. Đại gia Quỳnh Anh Trinh đến nên là sẽ phải làm một đĩa cơm tấm nó đặc biệt nhất. Sau clip này và ngày hôm nay, Hạnh là một trợ lý rất thân quen của Châu sẽ thuộc về team của mình. Hôm nay sẽ là cái ngày cuối cùng làm việc của Châu và Hạnh. Hạnh có đồng ý không? Không. Lương Hạnh tháng này vẫn còn nợ nên không sao. Thế đây Châu vừa mới nói là nhà là không xem phim cũng không nghe nhạc. Có nghe nhạc thì nghe nhạc này. Nghe nhạc gì? Nghe tất cả các loại nhạc luôn, nhưng mà ví dụ kể tên một số loại nhạc, một số bài hát đấy anh nghe. Ví dụ lần này em sẽ nghe nhạc Christmas hát theo. Thì lúc thì sẽ kiểu có mấy đứa này đến nhà em chẳng hạn, em sẽ xem nghe hip hop. Thật ăn rồi phải không? Không cần vội em như Hà Nội. Rồi ví dụ em ngồi xem phim nhá, là em sẽ bị ngồi xem xong rồi sẽ thấy là con này chưa làm, con này chưa làm, sẽ lại đi chỗ khác. Sau đó xem quay lại chẳng hiểu gì nữa, thế là em lại nản. You better stop. Xem phim giảm không? Ơi, không phải tập chấp nhận đó. Có đi xem nhưng mà là đi xem với mọi người rủ đi xem. Lần cuối cùng xem là khoảng tầm 2 năm trước nhỉ? Hả? 2 năm trước? Mà ở nhà là có một phim là ngày nào cũng xem, là xem Friends. Là ngày nào cũng xem hết. Thích. Em thích sitcom đúng không? Thích. Em xem nó online không? Em thích nhất là chị Quỳnh Anh Trinh đó. Ở trong phim đấy là đóng vai gì mà mày có nhớ không? Không biết luôn. Đấy, thì chúng ta cũng biết em. Ủa, nhưng mà từ bao lâu ta? Lúc đấy là chắc là từ lúc phải 18, 9 tuổi ấy. Cũng phải vậy, 4-5 năm trước rồi. Wow, đồ ăn đã đến rồi các bạn ơi. Đây là đĩa tấm. Chưa mình nhìn cái đĩa cơm tấm nó chảnh như thế này. Chảnh này, nó rất là nhiều nấm luôn ạ. Và nó có gan ngỗng này đúng không? Ừ, đây một gan ngỗng này chắc phổ. Đây là dưa góp với đường chua. Và đây là thịt. Rất là thơm. Dạ vâng, có lẽ như hai cô gái của chúng ta ngày hôm nay có vẻ rất buồn chán nên có lẽ cần một cái năng lượng tích cực, vui vẻ đến từ một người bạn. Oh shit, here we go again. Thực sự là mình đã đi rất nhiều các quán rồi, mình đã trốn khắp nơi những cái quán mà khó ăn, khó biết nhất ở Sài Gòn. Tại sao vẫn gặp nhau? Không tin được cái chuyện này. No. Đây mình cho vào miệng nào. Cái này là đậu xanh. Đậu xanh. Nào mình chảnh hơn một chút không? Ta thấy là cái này là sẽ ngon. Bằng. Ta đứng vào chưa được à? Không chưa được thì từ từ đây. Đây ăn thử cái ăn nó như kiểu gọi là cái gì? Bánh bông lan trứng muối không bị ngọt đấy. Đấy, này rồi, thấm đậm tình cảm. Hà thật to nè. Hà. Được cảm vui lên. Anh nha. Phải bùng sức sống vào. Ồ mẹ ơi. Cái gọi là cái mấu chốt ở đây đó chính là bạn Châu Bùi. Bạn Châu Bùi tôi chỉ đích danh bạn Châu Bùi đối xử với mình như thế nào. Ôi. Đợt đấy em vừa mới lên học đại học thì em thích đi bán quần áo hiểu không? Em mới đi tìm mấy hàng quần áo để em làm nhân viên. Thế xong thế là hôm đấy em lại thấy đề cao khai trương. Đấy. Shop của đây này. Khai trương chị ạ. Thế xong rồi em mới kiểu hào hứng. Em rất thích bạn Châu, em thích cái phong cách của bạn Châu. Cái hồi đấy mọi người có thể thấy được là cái sự ảnh hưởng của gọi là hot girl Châu Bùi ngày ấy rất là mạnh mẽ đến với giới trẻ của chúng tôi. Người đưa chúng tôi đến với gọi là những cái sự thời trang. Thằng ăn đồ chua này chua hẳn hẳn thế nhỉ? Thế này không mấy Châu đã đúng ra gọi là nói chuyện em đến em gặp Châu. Châu đang tăng trong cửa hàng. Đúng rồi. Sao em mới hỏi là
ơi, mình rất muốn có cơ hội được hợp tác với cửa hàng của bạn để gọi là Miên Miên. Châu bảo đúng rồi, bạn về nhắn tin cho Châu nha, nhắn tin cho Châu. Thôi là Châu xin. Thật đó. Đây mình đi. Này, xong rồi qua không thấy đâu, đóng cửa. Đây, Châu có chuyện rất lằng nhằng. Thôi hiểu rồi. Trên ngày đấy Xuân Thủy là chi nhánh của một người khác, không phải là của chính em mở, mà là kiểu chuyển ra cho một người khác để người ta mở, người ta mua lại thương hiệu thôi. Hiểu không? Sau đó thì cho có lằng nhằng. Nên là cái cửa hàng bị phải đóng cửa. Đấy là lý do mà ta không trả lời nữa, tại vì nó không còn mở nữa rồi. Ta không thể ngờ được. Mấy năm rồi hả Mai? Mấy năm rồi? Từ đợt tiếp, eo ơi. Đi nhìn này. 2016 ạ. 5 năm rồi mà nó vẫn nhớ và nó đến đây hôm nay luôn. Không ăn cơm tấm mà nó làm thế với em. Này, cái chủ đề ngày hôm nay là bình luận những món cơm tấm chứ không phải bóc phốt nhau trên clip của tôi. Sau mở cửa hàng này phải gọi bạn đến mà làm chứ còn gì nữa. Tao không biết bao giờ tao được mở được nữa đây. Sau câu chuyện của Mai thì tao cảm thấy là rất là biết ơn mình lúc 5 năm trước vì đã không nhận một đứa như thế này vào cửa hàng. Chuẩn không? Bị deep kìa. Trời ơi. Ủa, phốt thử phách mất. Như thế. Đây là lần đầu tiên mình gặp Châu Bùi ở ngoài. Alo, đây là lần thứ ba rồi em. Thứ ba rồi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên nói chuyện với nó. Mình mong chờ đến một cái sự lịch sự. Từ cái mẹ xinh của một cái cô người mẫu. Nhưng mà không à, thì nãy giờ là yeah boy. Thế để Mai đừng qua nhà xin ăn cơm nữa. Qua nhà nấu cơm cho tao. Mày thử hả, sao người ta nấu cơm nào. Ôi, lần đầu gặp nó nói chuyện với mình như một người chủ nhà với một ô xin, gọi là vừa mới tuyển. Điều thế rồi. Mày đừng tin nó. Rồi hôm nào tao ăn vặn đóng thùng thời trang fashion double. Người ta đến nhà mày ra nấu cơm cho mày. Tao nghĩ là cái miếng sườn á, nó mềm. Xong rồi ăn và nó sẽ cảm giác nó có cái độ nước nó chảy, nó mọng nước trong. Kiểu nó gì đúng rồi. Mà em thích cái trứng là cảm giác nó hơi tái tái đúng không? Ừ, nó phải ăn thế nó mới mềm. Còn thứ là thì phải cho 10. Đúng rồi. Tí nữa là con Mai trả tiền mà. Ừ, chứ anh ấy để. Có nghĩa là Mai cũng nói trước rồi. Đó là nếu mà hôm nào mà gặp Châu mà kiểu muốn để kể câu chuyện về Châu ra thì Mai sẽ gọi là nấu ăn này, hoặc là sẽ trả tiền cơm cho Châu. Đúng không Mai? Chị ơi, Châu hơi tự nhiên chị nhở. Lấy đến rồi kiểu không ai quen thân với Châu luôn ấy. Thật ra là cái đĩa cơm tấm bình thường ở đây nó sẽ không có cái gan ngỗng và cái truffle ở đâu. Nó sẽ có như cơm tấm bình thường thôi nhưng mà nó vẫn rất là ngon. Đã nhưng nói mà hôm nay là cái menu đặc biệt. Hôm nay là đại gia của Chin đến nên là người ta cũng muốn làm. À nhầm, đại gia Mai, Mai Music. Mình nghĩ là hôm nay hai đại cô nương đây sẽ gọi là rủ lòng thương cho mình đi ăn ké cùng. Ở chị nhá, mọi người nhá. Thật đó chị? Cái gì? Thật đó. Thật gì? Chị cho đi ăn ké à? Ké này không? Cho đi với. Không. Ai ăn đấy người trả tiền chứ. Thì chị lười miêu tả món ăn gì bây giờ. Chị để em đi ăn cùng không em miêu tả hộ cho chứ có gì nữa. Từ nãy giờ em xem miêu tả là cái câu nào không. Hay là em bóc phốt này. Đấy. Nhìn nhận bản thân mi. Các bạn có thể thấy được, nhìn vào đĩa cơm đấy các bạn thấy được nó có rất nhiều màu sắc. Đó là một cái gì đấy khi mà mình còn muốn ăn nó phải gây cho mình một cái gì đấy nó có sự hấp dẫn. Muốn nhìn, cả muốn nhìn phát là đã đụng đất ngay rồi. Đấy là sự thành công của cái món ăn này. Rồi. Quá no. Là một ngày cực kỳ no, mình đã ăn xong 3 đĩa cơm tấm. Và hôm nay thì bây giờ em thích cơm nào nhất? Em thích cơm đầu tiên nhất. Đầu tiên nhất. Tại vì nó đúng kiểu cơm tấm Sài Gòn. Nó cũng giá cũng rẻ. Giá rẻ nữa, hợp lý để ăn mỗi ngày. Còn chị? Cơm tấm số 3. Thực ra là nếu bình thường thì nó cũng sẽ không có mấy cái truffle hay là cái gan ngỗng để hơi khó ăn đâu. Nhưng mà bình thường cái cơm và cái vị ở Con Ma Dần mình rất là thích. Mỗi tội là cái giá thì nó sẽ hơi mắc một chút xíu. Tên nào của đấy? Nhưng mà thấy tên nào của đấy. Ok. Yeah, và hôm nay thì cảm ơn chị Quỳnh Anh xin đã cho tôi đi ăn 3 đĩa cơm tấm. Và có một những cái phút giây rất là khó quên với cả bạn Mai Music. Và tôi cũng không muốn gặp lại nhiều lắm. Chắc thôi em nhớ. Hôm nay là cuối cùng gặp Mai âm nhạc nhá. Rồi. Okay. À mọi người ơi, mọi người mà còn biết quán cơm tấm nào ngon nữa thì hãy giới thiệu cho Châu và chị xin nhá. Ok, bye.